theo mời hai đội vận động viên vào ghế. Xin trân trọng giới thiệu keo vật nữ thứ hai, vận động viên Nguyễn Thị Băng Châu, Hoài Đức, Hà Nội, mang trang phục đỏ. Vận động viên Nguyễn Thị Bích Du, Gia Lâm, mang trang phục xanh. Mời trọng tài Bùi Tuấn Anh mà điều khiển. Các vận động viên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Luật vật tự do là mỗi một hiệp thi đấu 2 phút, nghỉ giữa hiệp 30 giây và thi đấu 2 hiệp. Mời các đô và ban tổ chức chúng tôi đăng ký giữa các giải đèo Nam. Giải đèo Nam là chúng tôi, tất cả các giải thi đấu cho Nam là chúng tôi sẽ thi đấu luật vật dân tộc. Điểm cho đỏ. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin mời các đô vận Nam và ban tổ chức chúng tôi đăng ký giữ và phá các giải. Giải lèo nhất, đầu lèo 2 cũng như là đầu lèo 3. Ngoài 3 đầu lèo, ban tổ chức chúng tôi treo rất là nhiều lèo thường cho các đô của Nam và thi đấu. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin mời các đồng chí huấn luyện viên đưa các đô của mình về đăng ký giữ và phá các giải. Đầu lèo nhất, đầu lèo 2, đầu lèo 3 cũng như giải nhất, giải 2 và giải 3. Hai điểm cho đỏ tiếp. Vâng, những đoàn thi đấu các đô thực hiện các đoàn thi đấu đẹp, khán giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho hai đô. Xin trân trọng cảm ơn. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi cũng xin nhắc nhở mới lại với các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả. Trong tài chuẩn bị, trận đấu hiệp 2 bắt đầu. Trong luật vật tự do là các vận động viên
nếu mà vận động viên nào lùi chân ra khỏi vành đỏ, tức là vành zone, thì vận động viên đó đã sẽ bị phạt một điểm. Vừa rồi vận động viên đỏ đã lùi chân ra ngoài và vận động viên xanh đã được một điểm. Trận đấu tiếp tục, tỷ số 4-1. Và phạt vận động viên đỏ 3 điểm, cho vận động viên xanh 3 điểm. À, 30 giây. Được một điểm, tỷ số 4-2, vận động viên đỏ thắng. Xin mời trọng tài, xin mời trọng tài Trần Văn Sơn đến trao phần thưởng cho hai vận động viên. Trọng tài phối hợp là không ăn ý lắm với lại sau trận đấu thứ ba của Lèo Lữ, mời hai đô đầu Lèo, Hà Nội đã giành chiến thắng. Đầu Lèo 2, Nguyễn Văn Huy.